nè, các bạn thấy không, nó hút mạnh nè, nó dính cả cái tấm phản nó vô luôn nè, thấy chưa? Đó, để cái à đây đó các bạn thấy chưa, nó hút mạnh đến nỗi mà nó dính cả cái tấm phản này vào luôn nè. Ồ, treo lên được luôn á. Wow, một cái máy hút chăn bụi khá là xịn. Bây giờ Ken sẽ đặt hàng cái sản phẩm này về xem coi thực tế nó xài như thế nào nhé. Đây, một cái máy hút nệm chăn màn nó không thể nào to như thế này được. Ken mua đến 3-4 sản phẩm trong này lận nha. Ken sẽ bắt cận cảnh lại và review cho các bạn xem những cái sản phẩm Ken mua ở trong đây nha. Đây các bạn, cái thùng hàng khá là to nhưng mà cái phiếu in nó nhỏ quá. Thì để Ken đọc cho nha, máy hút bụi cầm tay. Đề ma nè, D700 không bảo hành nè, số lượng 1 nè, máy hút bụi cầm tay đề ma luôn nè. Hút bụi gia đình, công suất 600W nha, bảo hành 12 tháng nha, bảo hành 12 tháng nha. Và máy hút bụi gối nệm giường Xiaomi đề ma CM1300 nè. Đấy, cái con máy Ken chuẩn bị review đây nè. Đó, và Ken mua với giá chỉ có 178.000. Tại vì sao? Tại vì Ken mua hàng nhiều mà, Shopee nó có cho mã khuyến mãi. Ken cũng giới thiệu luôn, Ken đang có một cái group chuyên săn hàng khuyến mãi, những cái hàng giảm giá. Phải nói là giảm giá cực sốc luôn á, không ở đâu mua được rẻ như vậy luôn á. Thì Ken có để cái link ở bên dưới nha. Nhóm Telegram, các bạn nhớ tải ứng dụng Telegram về nha. Nó cũng giống như Zalo của Việt Nam mình á. Bây giờ Ken sẽ rạch cái thùng này ra và lấy hàng vào nha. Đây, một con máy này để sau nha, để bữa sau Ken review nha. Đây cũng là một cái máy, cũng là cái máy hút bụi luôn. Ui, con này thì để bữa sau Ken review luôn. Hôm nay thì mình review con này. Đây, đây là con máy Ken chuẩn bị review đây. CM1300 này, để ma này. Đó, thì nãy giờ nói lô bù quên mất. Để Ken cho coi cái tiền hàng Ken mua này các bạn thấy không? Con máy này có giá là 820.000. Một con máy đã Ken mua 420.000 nè. Con máy dưới cùng nè, con máy thứ ba kìa, đó là 580.000. Và tổng số tiền của Ken là 1.820.000. Đó, Ken trừ cái voucher đi á, cái voucher mà bên Shopee nó cho nè. Thấy chưa? Đó, Ken chỉ trả có 178.000 thôi. Ken cũng có cái nhóm săn má vừa nói với các bạn rồi đó, nhớ truy cập vào nha. Rồi, vui ra coi, trong có gì đây. Một cái gì đây, một cái giấy hướng dẫn sử dụng, rồi nói về cái thông số cách nắp mở. Cái gì đây, một cái đầu hút. Đầu hút này có thêm cái lông để chà chà này. Cái này đây, cái hộp mà chứa bụi của nó nè, chuẩn luôn rồi. Tiếp theo, trời ơi, con máy này khá là nặng nha. Con máy này xem coi, cầm khá là chắc tay. Bây giờ Ken sẽ bắt cận cảnh lại và cho các bạn coi một chút thông số và thiết kế trên cái máy này nhá. Cái ấn tượng đầu tiên của Ken đập vào mắt là cái dây này khá là dài nha. Phải nói là khi mà xài đồ điện hay bất kể cái đồ gì mà nó di động nhiều mà mình có cái dây ngắn là rất là khó chịu. Nhưng mà cái dây này được giới thiệu là 4.2m nha. Ui, dài lắm nè, để Ken gỡ ra. Khá là dài, thuận tiện để mình di chuyển. Tiếp theo, con máy này á, nó giới thiệu là công suất là 350W nha. Và dung tích chứa của nó là 0,4 lít, 400ml đấy. Và đây là cái lõi lọc của nó này các bạn. Để mà gỡ cái lõi lọc ra các bạn gỡ. Đây, đây, bấm vào đây. Nó bật ra này. Đó, nó bật ra. Mình mang đi nguồn hút xong rồi mang đi mình đổ, gỡ ra. Gỡ ra mang cái đổ. Nó chứa trong đây. Hồi nãy Ken nhầm nha. Nhầm tưởng cái này là cái lõi lọc nhưng thực ra không phải. Rồi, đẩy lại. Ở đây là cái công tắc nguồn của nó nha. Công tắc nguồn này nó có hai nấc này.
này là nấc 1, nấc 2 này, mạnh yếu này, đó chỉ có hai nấc thôi. Ở dưới đây là một cái nút để đây này, khi mà gắn cái mà hút chanh nệ này á, đây này mày ấn vô, lúc mà kịp gỡ ra thì bấm này nha, đó bấm này kéo ra thôi. Đó. Thì kính giới thiệu về cái phụ kiện, gọi phụ kiện cũng được đấy nha. Phụ kiện của nó, cái sản phẩm này á, rất là đặc biệt nha, lần đầu tiên Kiên thấy luôn, khá là xịn. Là nó có thể hút chăn màn. Ở đây nó có một cái bóng đèn này, cái bóng đèn này nó gọi là bóng đèn UV, tỏa nhiệt đến 50V. Và cái bóng đèn này là bóng đèn diệt khuẩn nè. Ở đây á, là ba cái giống như cái đồ rung của nó các bạn. Lúc mà mình ủi ở trên chăn giường đấy, mà cái này nó rung liên tục luôn. Nó quảng cáo là 8.000 lần một phút nha. Thực tế thì cái này khó để mà đếm được nó rung bao nhiêu lần lắm. Đó, 8.000 lần một phút. Đây là cái bánh xe để lăn, nó lăn dễ hơn ở trên cái nệm này. Đó, cái này rung 8.000 lần để các kiểu mà nó đập mà rồi nhũ cái vi khuẩn bụi ở trong cái sâu trong cái chăn màn đó các bạn. Bình thường mình ủi những cái bàn là đúng không? Thì nó cứ vậy, bàn là nó đi bình thường vậy, nó là đều vậy đúng không? Cái này nó đập nó nhũ để nó bay hết gọi là vi khuẩn này, bay hết bụi ra. Đó, kiểu nó là vậy đó. Và hai cái bên này nha. Hai cái bên này là hai cái cảm biến. Hai cái này là cái cảm biến lúc mà các bạn che hai tay lại á thì cái đèn này nó sáng nha. Còn nếu mà che một cái thì cái đèn này nó cũng sáng, không sáng đâu. Tại vì sao? Lúc mình úp về này, đó, nó sẽ cảm biến được là mình đang đặt ở dưới cái nệm mà nó sáng lên để nó diệt khuẩn. Đó, chứ đó kia sẽ thử xài, thử đặt tay vào đây xem nó có nóng không nha. Đó, bây giờ Kiên sẽ thử máy nha. Rồi, giờ khởi động máy này. Wow. Hút khá là mạnh nha. Hồi nãy Kiên quên giới thiệu, đây là hai cái khe đằng sau nè, thấy chưa? Nó làm cũng khá là nhỏ thôi, cái này để thoát gió, hút từ ở dưới mà truyền lên trên này nha. Ok, bây giờ Kiên sẽ mang vô phòng, Kiên hút thử coi. Đây, mở ra khám phá cái phòng ngủ của Kiên. Đó, phòng ngủ của một YouTuber review, đâu có gì đâu. Các bạn thấy không? Ôi ơi, cái giường này đó, Kiên còn chưa có cái giường nữa. Đang chờ kiếm được tiền kha khá, sắm một cái giường thôi. Kiên có mỗi cái nệm này trải xuống thôi. Bây giờ hai cái gối với một cái chăn. Bây giờ Kiên sẽ review ở trên cái nệm này nha. Con máy này được giới thiệu là nó nặng đến 1,8kg lận nha. Bởi vậy những bạn nào mà yếu quá thì xài con máy này có khi lại cảm giác là nó nặng. Ok, giờ Kiên cắm điện rồi đấy. Đó, Kiên demo rồi đó. Các bạn thấy không, lúc mà mình lật lên này, cái bóng đèn này nó đâu có sáng đâu. Để Kiên bịt lại cho các bạn xem này. Đó, bây giờ Kiên che mắt lại nè. Thấy chưa? Che hàn. Bỏ một mắt ra nó cũng không có sáng đâu nha. Ốp. Thực tế thì Kiên thấy cái đèn này nó không thấy nóng gì hết á. Ok, bây giờ Kiên thử là trên cái giường này coi. Kiên cũng nghĩ là nó có cái hai ba cái đồ rung á, nó sẽ làm cho cái đồ hút này nó bị bám chặt, nó hơi bị khó di chuyển, nhưng mà thực ra Kiên thấy nó rất là dễ nha. Nó có cảm giác là bám cứng gì cả. Đó, ở trên đệm này cũng có nhiều cái bụi nhỏ li ti, đúng thật luôn. Đó, thì bắt đầu nhìn thấy những cái bụi ở trên cái nệm nó bám vào cái đồ lọc rồi nè. Ok, Kiên vừa mới hút xong cái nệm của kia rồi đó. Bây giờ Kiên sẽ xem coi nó có được bao nhiêu rác ở trong đây nha. Gỡ cái hộp ra này, khá là nhẹ nhàng luôn. Đó, thấy chưa? Cứ tưởng mình cứ tưởng là không có, thấy không? Nhìn cái bụi của nó này, đúng thật là bụi mịn không à? Đây, Kiên lấy lõi của nó ra nè. Đây, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Cái bụi mịn của nó trên đây nè. Thấy chưa? Cái này thì nó toàn là cái bông bông này,
rồi cái ba cái bụi, đa phần là cái bông mà bông vải, giống như bông vải á. Bây giờ Kiên sẽ hút thử bụi ở trên cái chăn này xem coi nó có ra nhiều không nha. Đây, đây là cái bụi ở trên cái chăn của Kiên này. Đó, trong đây còn có ít một cái những cái bụi to nha. Hồi nãy Kiên che hai cái cảm biến này này, thì cái bóng đèn UV nó sáng đúng không? Nhưng mà hình như Kiên cũng chưa cho các bạn xem cái rung, ba cái đầu rung này này. Đó, để Kiên bật lên cho các bạn xem nha. Che lại nè. Đó, nó rung này các bạn thấy không? Đó, nó rung nè, rung liên tục luôn. Rung mà gần như là camera là bắt không được luôn á, bắt không thấy. Rồi nó rung khá là nhiều, đó nó rung nè. Đây là một cái thảm chùi chân nha. Thì Kiên cũng ví dụ nó giống như một cái kiểu mà đang bị bụi bẩn nha. Mình muốn hút bụi, hút đồ trên đây này. Đây nè, mình đưa cái phần mà nó có râu ria này ra nè. Đó, cái chổi này ra. Còn không thích thì mình thụt nó vô, đó, Kiên sẽ đưa lên như thế này để cân hút nha. Đây à, các bạn thấy không? Nó hút mạnh nè, nó dính cả cái tấm thảm nó vô luôn nè, thấy chưa? Đó, để cái, à đây. Đó, các bạn thấy chưa? Nó hút mạnh đến nỗi mà nó dính cả cái tấm thảm này vào luôn nè. Ồ, treo lên được luôn á. Đó, đây là cái hút nè. Rồi, bây giờ Kiên sẽ lấy rác từ cái... Ui du kinh, công nhận cái thảm chùi chân này rác kinh thật. Đây nè, ờ, rác rồi quá trời. Đó, đây nè, các bạn thấy không? Ồ, quá trời nè. Đó, thấy chưa? Đây là cái thảm chùi chân này. Thì Kiên đánh giá con máy hút bụi này á, xài ngon. Trong tầm giá, khá là đa năng. Hút được cả nệm này, hút được cả bụi salon các kiểu trên ô tô các kiểu, ngon đó nha. Ok, và video review về máy hút bụi mùng mềm chăn gối của Kiên đến đây cũng hết rồi. Các bạn cần Kiên review sản phẩm gì nhớ comment ở bên dưới luôn nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.